sống là đào đạo. Kính thưa quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân, các quý khách thập phương xa gần, cứ mỗi độ xuân về là đào trang quê ra lại tưng bừng mở hội, trai gái trong làng nô nức phấn khởi thi đua, trẻ thì múa hát sân đình, già thi cầu cúc tâm linh đền chùa. Kính thưa toàn thể nhân dân, về dự hội thi gói bánh mẻ hôm nay, lời đầu tiên xin gửi lời chào, lời chúc tới các quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể nhân dân lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất, chúc hội thi thành công tốt đẹp. Về dự hội thi gói bánh mẻ hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu ông Lập, đại diện cho chính quyền thôn Đào Đặng, đề nghị toàn thể nhân dân nhiệt liệt chào mừng. Đến dự hội thi hôm nay, xin trân trọng giới thiệu các ông, các bà trong ban di tích lịch sử làng Đào Đặng, cùng các cụ cô lão trong làng Đào Đặng cùng đến dự hội thi, đề nghị nhân dân nhiệt liệt chào mừng. Xin kính chúc toàn thể chị em, phụ nữ của các hội hãy bình tĩnh, tự tin, nhanh nhẹn, khéo léo để làm tốt các phần thi của mình, đạt giải cao. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng giới thiệu ông Trần Hữu Hiệp lên khai mạc hội thi. Kính mời ông. Kính thưa quý khách, kính duyên thưa các vị đại biểu, kính thưa đồng chí nhà đạo đảng. Lễ hội truyền thống kỷ niệm 612 năm ngày sinh của Bồng Đào nữa. Là mùng 2 tháng 2 1411, mùng 2 tháng 2 năm 2003. Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã Phương Nghĩa đã long trọng tổ chức không khí trật tự đã tươi vui, để lại trong lòng quý khách và người dân làng Đào Đặng niềm vui, niềm hân hoan, phấn khởi. Hòa chung với điều quý ấy, hôm nay ban tổ chức đều tổ chức giải thi gói bánh mẻ hạng gạo làng Thanh giữa các chị em phụ nữ của ba khu dân cư của làng Đào Đặng. Đây là giải thi không thể thiếu trong lễ hội truyền thống hàng năm của làng. Trên tinh thần ấy, tôi xin thay mặt cho ban tổ chức khai mạc giải thi gói bánh mẻ hạng gạo làng ta. Xin chúc ban giám khảo điều hành tốt chương trình và chúc cho đội thể hiện trình độ tiêu luyện của mình đạt kết quả cao nhất. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa hội thi, như chúng ta đã biết, để làm được chiếc bánh mẻ ngon, thứ nhất phải trải qua rất nhiều những công đoạn, phải chọn gạo ngon phù hợp để gói, xay bột phải đủ nước vôi, không được mặn, không được mắc, không được nhạt. Nhân bánh thì phải ngon, phải đầy đủ các gia vị, hành, mộc nhĩ, hạt tiêu, nấm hương, nước mắm ngon. Đặc biệt là công đoạn giáo bột phải kỹ và kéo léo, không để gọt hòn. Để tìm ra đội gói bánh ngon, kéo léo, hội thi chúng ta không thể thiếu thành phần ban giám khảo chấm thi. Tôi xin trân trọng giới thiệu các ông, các bà có tên sau. Một, ông Trần Đăng Tiến, chi hội trưởng Hội Nhân dân thôn Đào Đặng. Hai, bà Trần Thị Đức, chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn Đào Đặng. Ba, bà Nguyễn Thị Điểm, chi hội phó chi hội phụ nữ thôn Đào Đặng. Bốn, bà Nguyễn Thị Hoa, chi hội phó hội phụ nữ thôn Đào Đặng. Đề nghị nhân dân nhiệt liệt chúc mừng. Sau đây xin trân trọng giới thiệu ông Trần Văn Tiến, trưởng ban giám khảo hội thi lên để thông qua thể lệ thi. Xin kính mời ông. Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý, kính thưa đồng dân Đào Đặng cùng du khách thập phương xa gần, về dự lễ hội kỷ niệm 612 năm ngày sinh Thánh Mẫu Đào Lương và để nhớ tưởng nhớ công ơn cụ nhà Lê Tấn Trật Minh. Với tinh thần này, hôm nay ngày 2 tháng 2 năm Quý Mão, ban tổ chức lễ hội truyền thống và cuộc thi gói bánh mẻ ôn lại truyền thống từ bao đời nay. Ngày 2 Tết Nguyên Đán hàng năm, dân ta ăn cơm sạch. Kính thưa quý vị đại biểu cùng toàn thể đồng dân, để lễ hội thi được các khu vực đã lựa chọn của khu 3, khu 4 và khu 5. Tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời các thành viên của ban tổ chức lên sân khấu.
Kính thưa quý vị đại biểu cùng toàn thể giám sát, mỗi đội thi gồm 4 người dự thi, 4 thành viên dự thi, thể lệ cuộc thi như sau: 1. Thi cáo bột, 2. Thi gói bánh, 3. Thi đổ bánh. Hình thức thi, mỗi đội có 2 kg gạo đã được xoay ra thành nước. Phần cáo bột phải đánh đều tay, phải dẻo, bột phải ngon, không loãng. Thời gian cáo bột 30 phút, điểm tối đa là 40 điểm. Thời gian quá thời gian quy định trừ 2 điểm. Cáo bột để bột giòn trừ 5 điểm. 2. Phần thi gói bánh, mỗi đội có 2 kg gạo phải gói được 80 chiếc, hình thức đẹp, răng vừa, không bị sùi vỡ. Thời gian gói 30 phút, điểm tối đa là 30 điểm. Trong thời gian mỗi phút trừ 2 điểm. Bánh phải đẹp, không bị vỡ, vỡ trừ 5 điểm. Phần thứ 3, luộc bánh, thời gian không quá 30 phút. Quy định, nếu sau quy định 1 phút trừ 2 điểm. Vậy, làm bánh vỡ hoặc sùi trừ 5 điểm. Bánh bị sống trừ 10 điểm. Báo cáo, quý vị đại biểu cùng toàn thể giám sát, tôi vừa thông qua thể lệ thi, xin hỏi các đội có ý kiến gì khác không ạ? Và xin chân trọng cảm ơn, xin kính mời 3 đội chào các bạn để chuẩn bị. Ông Nguyễn Văn Đạo, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Thôn Đồng Đăng, Phó Phó Ban Tuyên truyền mừng. Xin trân trọng với kính mời 3 đội, 3 người đại diện cho 3 đội lên nhận hoa. Xin trân trọng kính mời. We'll be right back.
1983 năm tám cha con Trần Tướng Công, Trần Níu, phụ nhà Trưng đánh đuổi quân Đông Hán từ năm 40 đến năm 43, kỷ niệm 612 năm ngày sinh Mẫu Đào Nương, đã có công dùng mưu trí của mình làm tiêu hao nhiều chiến lược địch, giúp quân Tây Sơn đánh thắng nhà Minh, giải phóng đất nước khỏi ách cô hộ của ngoại bang. Hôm nay ban tổ chức lễ hội long trọng tổ chức giải thi đấu trò chơi dân gian kéo co giữa bộ đội giáp thượng, giáp nam, giáp trung cầu và giáp nghệ, với mục đích xây dựng và phát triển phong trào thể thao, tăng cường giao lưu rèn luyện sức khỏe của các giáp, đồng thời tạo ra sân chơi lành mạnh cho phong trào thể dục thể thao nói chung và các trò chơi nói riêng. Thông qua các trò chơi này nhằm mục đích tạo ra không khí vui tươi, phấn khởi, hăng hái thi đua, phấn đấu giữa các giáp nhằm tôn vinh truyền thống của làng Đào Đặng, giữ vững bản sắc văn hóa cổ truyền của Đào Đặng cổ xưa.
Lời đầu tiên cho phép tôi thay mặt ban tổ chức gửi đến các quý vị đại biểu, khách quý, các vận động viên, các cổ động viên lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Thưa các quý vị và các bạn, hôm nay chúng ta có mặt tại đây để chứng kiến buổi khai mạc kéo co chào mừng lễ hội truyền thống làng Đào Rạng Xuân Quý Mão năm 2023. Thay mặt ban tổ chức, chúng tôi chân thành cảm ơn sự quan tâm của các cấp, các quý vị đại biểu, các vận động viên cùng các cổ động viên. Tôi cũng đề nghị các vận động viên tham gia thi đấu trung thực, thể hiện tinh thần đoàn kết, thể hiện tinh thần thể thao cao thượng, tạo nét đẹp văn hóa của người Đào Rạng, cống hiến cho khán giả những trận kéo hay đẹp để chào mừng lễ hội truyền thống của làng Đào Rạng Xuân Quý Mão. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin tuyên bố thay mặt cả kéo co, thưa các cấp trong làng Đào Rạng, một lần nữa xin kính chúc sức khỏe các quý vị đại biểu, khách quý, trọng tài, cầu thủ, cổ động viên, chúc giải đấu thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Đề nghị các đội tập trung ở đây, các tổ chức sẽ trao giải và trao cờ đúng nhé. Các cầu thủ đội thì ưu tiên Giang Nam sẽ được các thăm gặp ba đội kia. Thế còn sau khi Giang Nam mà các thăm thăm và gặp được đội này, còn hai đội kia coi như là hai đội đấu gặp nhau. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.